bao nhiêu bạn nhỏ ngồi đây hôm nay trở về, các bạn sẽ bắt đầu nói lời cảm ơn xin lỗi chân thành với ba mẹ mình, giống như hàng ngàn ngôi trường thầy đi qua. Xin các bạn đưa tay giúp thầy được không ạ? Đưa cao ạ. Nhiều bạn hỏi là tại sao khóc vậy? Tại sao khóc? Bạn này không nói. Cho đến khi bạn này tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, ngày đó là thủ khoa của trường được phát biểu danh dự ở trên sân khấu. Cậu ấy nói, có một câu chuyện mà tôi giữ nhiều năm nay, hôm nay tôi xin nói trở lại. Ngày đó, mẹ tôi cứ nói rằng là học đi con, bố tôi động viên. Tôi cười và tôi nói, chuyện đó là trách nhiệm của con, không cần động viên con. Nhưng mà đến khi tôi đi học dân lập, tôi cũng ngỗ nghịch không kém. Leo ra hàng rào xong, tôi đã thấy một người đội cái nón như vậy, úp lên và dựa lưng vào tường, đang ngủ. Tôi ngạc nhiên, dáng này rất quen. Khi tôi tới, tôi chợt nhận ra, đó là mẹ của tôi. Tôi đã khóc. Tôi hỏi là, mẹ ơi, sao tới trường rồi mà mẹ không vô để đưa tiền con, để cho con hàng tháng? Mẹ tôi đã nói, khi mà hôm nay đi đó, chuyến xe đò bị trễ, mẹ tới nơi trễ quá, nếu mẹ ở trọ thì sẽ tốn một lượng tiền. Thôi thì mẹ nghĩ chờ 1-2 tiếng, mẹ tưởng đâu thức được, nhưng e dè nằm vô xong rồi mẹ buồn ngủ luôn. Đây, con nhớ tiêu tiền cho đúng nghe con. Tôi đã khóc, và từ ngày ấy tôi đã quyết định tôi sẽ không bao giờ chơi game nữa. Một là quay trở lại trả món nợ kiếp trước, hai là quay trở lại đòi món nợ kiếp trước. Thầy không biết các bạn chọn mình là dạng người con nào, nhưng từ hôm qua, chiều hôm qua tại trường Trần Hưng Đạo và sáng hôm nay Đồng Hòa, kết thúc bài giảng của thầy thì rất bất ngờ, những bạn lớp 6 thôi cho đến các anh chị lớp 9 cầm cái tay thầy cùng cảm ơn thầy. Và một loạt bài viết ở trên Facebook của thầy, thầy không tưởng tượng được là các bạn nói và chia sẻ thật như vậy các bạn. Thưa các bạn rằng là bà bắt đầu lớn tuổi cho nên bị bệnh. Số ngày các bạn sống với ba mẹ các bạn là càng ngày sẽ càng ngắn đi. Nhất là năm các bạn 18 tuổi, khi mà các bạn càng đi xa, thời gian sống chung với ba mẹ càng ngắn. Ba mẹ dù yêu thương các bạn tới tận cùng như thế nào, rồi họ cũng sẽ ra đi. Các bạn đồng ý với thầy không ạ? Và ngày đó tùy thuộc rất nhiều vào các bạn ngồi đây. Xin ông hãy múc con mắt của tôi đi, múc con mắt của tôi đi. Cuộc giải phẫu gấp gáp đó làm cho khuôn mặt của mẹ bị biến dạng, mẹ trở thành người xấu xí và có tật, làm cho con xấu hổ với bạn bè. Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ hạnh phúc lắm vì con nhìn đời qua con mắt của mẹ, con trai yêu của mẹ. Nếu có kiếp sau, con hãy đừng là con của mẹ nữa. Nhưng nếu trời cho mẹ chọn, nếu có kiếp sau, mẹ vẫn xin mẹ là mẹ của con, vì mẹ yêu con nhất trên cuộc đời này. Giờ đây dù mẹ không còn trên cuộc đời, nhưng linh hồn của mẹ vẫn mãi mãi theo con. Mẹ phù hộ cho con, mẹ yêu con nhiều lắm. Các bạn nhỏ, đặc biệt là các anh chị từ lớp 7 trở lên, bắt đầu độ tuổi này mình dễ nghe bạn bè vì đồng trang lứa. Nhưng những quyết định quan trọng trong cuộc đời của các bạn đều liên quan tới ba mẹ. Xin các bạn tập lắng nghe cho kỹ. Một ngày nào đó thầy xin lỗi nha, các bạn bị tai nạn nằm ở bệnh viện cần máu, họ là hai người đầu tiên. Cần một quả thận, họ sẵn sàng hiến. Thậm chí cầm một quả tim, có nghĩa là họ sẽ chết. Các bạn được sống, họ sẵn sàng làm chuyện đó. Vậy mà chỉ có một chuyện nhỏ, mỗi buổi sáng thức dậy, ba ơi, uống một ly nước ấm đi ba, để giảm 5-10% tỷ lệ ung thư. Một ly nước ấm. Mỗi buổi tối đi về, đầu giờ thầy nói, mẹ ơi, con nắm lưng cho mẹ 5 phút thôi các bạn. Chừng đó thôi, bố mẹ các bạn sống thọ hơn.